Galaxy S22 series, camera mắt thần bóng đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Thử thách tại địa điểm này là tìm cua. Đi bắt cua. Tìm cua. Tìm bắt cua là đây là tìm là tức là ekip đã giấu cua ở đâu rồi, mình phải đi tìm. Kìa ơi, như đấy hồi nãy em đoán ngay là một cái gì liên quan tới cua. Ôi mẹ ơi. Ôi. Đây là cua này rất ngon nha. Biết sao không? Em á, đi mua á, mà cua nó màu nâu rồi về nè, rất ngon. Ngọt ngon, mà cua nó màu đen á, là không ngon. Trong bể cua trước mặt mọi người, có 4 con cua đã được dán số dưới yếm. Hả? Trời ơi, muốn ngất liền. Chết rồi, nó banh thay rồi sao? Đánh dấu dưới yếm hả? Đừng nói đánh dấu là số, hay là đánh chip, số, hay là đánh chip. Đánh số à? Cà chip chắc chết luôn á. Mỗi thành viên sẽ lần lượt tìm trong 30 giây. Sau 2 phút, nếu như tìm đủ 4 con cua thì thử thách thành công. Trời ơi. Này chỉ cho 3 tiếng biết tìm ra chưa nữa. Chỉ 3 tiếng nữa. Sao tìm ra nó được? Vừa vô đống xuống cái nó cắn đau rút ra. Rồi chứ. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Bấm giờ đi chưa? Khoan nhìn đã, anh nhìn đã. Chưa bấm giờ nha. Chưa giờ đi. Nhìn đi. Chưa chơi nha. Chưa chơi nha. Đây anh thấy rồi. Cho anh chơi chứ nha. Bấm giờ. Anh chơi đi. Bây giờ thử thách bắt đầu. 4. Rồi. Nhìn dùng anh nha. Không, nếu mà dán thì chắc chắn con cua đó phải bự. Nhỏ là dán được. Ủa? Có thật sự là bỏ vô không? Có thật sự 4 con nữa không? Hết 30 giây, đổi người. Ủa không có. Ủa em đào mạnh dùm anh cái đi. Ở dưới á. Tiêu Việt, quay dây số đâu rồi? Mấy con dây số đâu rồi? Bên em có nha. Em thọt tay vô em móc lên hết cho anh coi. Hey, đến đây. Theo con một con nè. Quay ra coi. Xin mời đổi qua người tiếp theo. Nè, trời ơi, Giang Bắc nè. Bắt cua từ bé nè. Đó. Từ bị rối mắt đây em ơi. Ôi trời ơi. Ủa rồi sao? Nhẹ thôi. Rồi sao? Rồi còn anh thì sao? Rồi giờ đi sâu vùng nha. Thì đó từ nãy giờ nhìn mà không nhìn thấy ra luôn á. Đâu. Đây rồi. Đó. Bắt vô liền. Đó được. Còn nữa. Bé ơi. Con đi chạy nè. Đâu ạ? Còn một con nữa thôi. Mày đang ở đâu mày hiểu? Hết 50 giây vô em. Ê phủ đi. Hả? Nhanh thằng dứt khoát cái thằng lên. Tự nhiên em đào đàng hoàng, em chọt vô cái càng của nó em đào thì làm sao mà nó không cắn. Nhanh lên, cái này càng chậm là nó càng dễ cắp mình. Không thấy luôn. Hết giờ. Không có đâu, chết rồi. Như một kim đáy bể á. Rớt rồi. Bây giờ ăn gian làm tiếp luôn. Ôi, 2 lần. Mày á. Đau quá, con nào cắn em đau quá nè. Đau lắm. Làm ít, mấy con này phải lật ngửa ra. Bé. Rất tiếc các bạn đã thất bại ở thử thách này. Nhưng mà chúng tôi có bắt được 3 con cua này, chúng tôi muốn ba cua để về làm của riêng. Đúng. Cũng là nguyên liệu. Đúng rồi. Chúng tôi đổ máu quá nhiều cho con bà cua này. Nhưng mà này là gia đình của nó nữa, nó phải đi theo gia đình. Nè, cái này là ba má gì, còn cậu, mợ út, mợ hai, mợ ba. mẫu 4, mẫu 7 nè, anh 6 té rồi nè. Đây, đây chính là chân dung con cua hồi nãy cắp em. Em muốn mang nó về làm kỷ niệm. Con cua này sẽ sống mãnh liệt quá giống em nè. Vô đây thôi. Rồi. Tụi tôi chỉ mang dòng họ này thôi, chứ không có lấy nhiều. Lấy nhiều trong nó không về. Ba, mọi người kiếm số 3 rồi, tức quá nè. Mình tức là mình nó không có, hiểu không? Ơi! Ơi! Em vừa giảm con cua đó. Ác quá rồi con ơi, đúng không? Ủa, con số 3 thấy chưa, anh chậm lên là nó ra ngoài nãy giờ rồi. Rồi thấy chưa, thấy chưa, trời ơi rồi. Không thể nào mà trùng hợp dẫm đúng con đấy được. Sao nằm dưới chân em vậy? Mà tự nhiên rớt đúng con cua đấy. Kinder Mocho mới. Đói đói rồi, Mocho thôi. Đây sẽ là nơi để các bạn thực hiện thử thách của món bún thang. Bún thang của anh Giang. Trời ơi, tôi khổ hả? Nước thang. Nuốt thang. Giang thang nuốt đáng lửa nghề của em. Rồi, đưa rổ thang đi, em nuốt không chấn động thôi. Đỏ lửa nha. Đỏ lửa luôn, bao thang luôn. Quá tuyệt vời. Ba anh em lên xe trước. Vâng, vâng. Đi đâu vậy? Em ở lại nuốt thang. Nuốt thang gọi là lấy rắn. Ủa, kỳ vậy? Thử thách ở đây của các bạn là xếp thang người. Thang người. Rồi, anh biết em ở vị trí nào rồi. Thang người. Chót à. Các bạn sẽ tạo dáng thành những chiếc thang người theo những tấm hình chương trình đưa ra. Giữ yên chiếc thang người trong 5 giây không ngã thì xem như thành công. Nếu thành công 2 trong số 5 tấm hình thì sẽ được công nhận hoàn thành thử thách. Trời ơi, mọi người không biết là tôi được mệnh danh là quốc cơ quốc nghiệp. Người nghiệp hôm nay hả? Đúng rồi, ngày xưa là tôi bên siết đâu mà. Nói qua lát ghê lắm. Nói qua lát thua sao? Nhục nha. Nếu là bên Nodura cũng mạnh lắm á. Đúng rồi. Anh là bên gì? Anh là bên cơm. Bên gì? Cơm mà. Em cũng bên cơm. Chán nha. Xin mời tấm hình đầu tiên. Làm. Trời ơi, cái này khó nha. Duy Duy là này hả? Rồi. Bây giờ anh ngồi dưới ha, anh lên. Em dưới đi, em dưới đi. Em dưới cho anh. Rồi. Rồi, đưa cái đầu gối lên. Ok chưa, ok chưa? Rồi, hợp lý. Đường nào, đường nào em lên nhờ? Hiếu ơi, anh hãy dẫm ở đây được không Hiếu? Anh cứ dẫm đi, anh mỏi rồi. Còn nha. Vô đi. Hai, để anh Giang bỏ tay ra để em bật lên. Lẹ Nam ơi. Anh Giang, trời ơi. Ủa, Nam em lộn hướng rồi, em phải ngồi lên anh chứ. Đúng rồi. Trời ơi. Đây. Đây. Trời ơi. Đây. Ui, đôi im. Hiếu ơi. Trời ơi, cái gì anh? Hiếu ơi. Trời ơi, cái gì? Anh. Bà Nam thì thiệt luôn. Bà Nam bà không khéo léo gì. Tao đây anh trên cùng cho. Anh trên cùng cho. Đúng rồi. Em là vị trí quanh đó. Đây đây. Đây đủ quanh. Rồi Hiếu lên. Ok chưa? Ok, em ok nha, em vững nha. Làm xong chưa? Em xong rồi. Giờ này cũng đếm kiến nữa. Kệ em đi. 1, 2, 3. Trời ơi. Giữ nha. Ê, giữ. Anh ơi, cái chân anh thụt đít em 3 lần mà nó đứt anh ơi. Cười hư á. Anh là. Anh là. Lại nha. Đây, ok. Khó đấy. Hai cái gối chặt vô. Điều ơi, cố lên. Rồi. Ok chưa Lâm? Ok rồi anh ơi. 1, 2, 3. Dưới. Lên. Dừng. Anh leo lên đầu em đi, em làm được. Dưới. Được, em làm được. Đừng nói anh mắc cười. À, tập trung đi. có quen bên bác sĩ địa đệm hay lắm. Trời, cái gì vậy? Sình á, sình quá vậy. Máu. Nãy giờ anh lên đầu em rồi hả? Chúc mừng các bạn đã làm chiếc thang người đầu tiên thành công. Lưu ý là các bạn được quyền bỏ qua những tấm hình khó. À, được chọn. Vậy là mình chọn. Ok rồi, mình ok rồi. Mình chọn nào khó nhất đi cho tay tên nãy mình. Cho đội kia để coi phát sóng nữa nè. Đúng rồi, cho tôi tấm hình nào khó khó đi. Ê, cái đó ngu không? Được hết. Được. Trời ơi. Dễ ẹt. Xếp hình. Anh IELTS còn làm được, không lẽ mình làm được? Khó nha, cái này khó nha. Lâm là mạnh nhất, là Lâm là cái chú David. Sao em hoài vậy? Em mạnh nhất, em tập đà để cho những việc này mà. Em Linda nha. Rồi, ok. Em thứ ba đúng không? Em là cô Jessica. Jessica. Ok. Anh dẫn lên, dẫn em lên. Rồi em lên nha. Lâm thấp tay thôi nha, bây giờ được cao quá nha. Bây em phải quay ngược lại đúng không em này đúng không? Lẹ đi, đừng có nói nhiều, lẹ đi, bớt thoại đi. Ghê ra, nặng quá. Trời ơi. Ok chưa? Em ok rồi. Thẳng cái chân này lên. Ráng về chạy, đang chờ anh nha. Trời ơi, nặng quá. Lâm ơi, cứu xong rồi Lâm ơi. Em đã lỡ sức rồi. Dạ, mọi người lau giùm em đi, em lỡ rồi. Này khó, này thật sự khó. Khó, thật sự khó. Quá. Lực ở tay tiếp nhiều. Làm. Thôi, đem kính vô. Đem kính vô. Áo hồng kìa, béo hồng là em nha. Em áo vàng nha. Em áo vàng, em là xám, anh áo đen á. Ok. Đã đúng trang phục rồi. Rồi gói á, đúng rồi. Không, ok lắm. Dựng cái này dựng. Khi nào anh hát bài là xong đó nha. Nhông ba là con ngựa đi. 2, 3. Nhông cha là con ngựa để cho em nha. Nhông ngựa ba mệt quá, con không biết mệt nhá, mệt á. Bị cương lá ơi, Thu Hà em ơi, bùm chắc đường dài mịt mù anh không đến ơi. Hey, nước buồn cơn lửa mình. Không đến như em một mình chúng ta nên ơi, chúng ta. Người. Chúng ta trời. Mời các bạn đếm. Ủa em chưa đếm nè. 4 3 2 1. Hết giờ. Trời ơi. Cái này phải làm sao? Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách của món bún thang. Xin mời các bạn chọn 3 nguyên liệu cho mình: thịt gà, xương, trứng vịt, giò lụa. Rau bao gồm gừng, nấm hương, rau răm. Liên quan tới món kia. Quan trọng quá, dính tới món mình vậy. Thì người ta biết mình làm món đó, người ta phải làm khó mình chứ. Quá khó. Thì đã có bún rồi, đã có mắm tôm rồi, và có đậu rồi. Dù gì cũng có món. Còn nếu như có bún rồi mà không có gà thì không thể nấu món khác được. Phải có gà. Anh nghĩ là lấy gà chứ. Biết đâu con gà cái mình mổ bụng cái đó, tưởng nó có trứng ở trong. Gừng, nấm hương, coloram với gà là nấu được rồi, có bún là cũng có thể tạm được rồi. Đúng rồi. Ok. Mình đem mắm tôm vô cũng ra được, bún thang mặc dù nó không đủ. Đúng. Giò nữa thì có thêm giò là nó có. Đúng. Làm giò, ăn giò em cũng được. Tức là bây giờ mình chọn giò lụa, gừng, nấm hương, coloram và gà. Ok. Trong đây mình có 2 món, mặc dù không đầy đủ nhưng vẫn có 2 món. Đúng. Nói gì nữa? Anh em chúng tôi chiến thắng. Xin mời các bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo.